mọi người, hôm nay là sáng thứ tư. Hôm nay tụi mình định chở mẹ đi công viên Dandenong Botanic Garden. Nhưng mà trước khi đi á, mình có ghé post để mình pick up đồ, không biết là cái gì, mình nghĩ là cái citizenship certificate của mình á. Mình mới xé ra. Chúc mừng mẹ. Gửi nhanh ghê luôn á, có hai ngày là mình nhận được rồi á, nhưng mà tại vì có hôm nay mới có thời gian đi lấy. Congratulations, bitch. Oh no. Vậy hai đứa có chở mẹ Vi, có lên kế hoạch chở mẹ Vi đi công viên ở Dandenong mà không mẹ biết giờ này làm lại rồi. Không biết giờ này còn kiểu như là mùa thu hay không á, tại vì thường thường mùa thu thì cây bên này nó có lá màu vàng màu đỏ rất là đẹp. Thì mẹ Vi sắp đi làm lại rồi nên là hôm nay hai đứa quyết định cho mẹ Vi đi chơi một bữa trước khi quay lại công việc. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ đi đón mẹ Vi. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. 12 seconds later. Đây là mẹ của mình. Chị chứ mẹ gì? Chị á. Chị hai á. Không, chị rồi là mẹ rồi, ông chị. Mai mình chở mẹ mình đi chơi ở Dandenong Range. Chở bà chị hai lúa. Chở bà chị hai lúa đi vòng vòng. Lo mẹ mình mới được đi chơi, tại sắp vô làm lại rồi mọi người ta tháo lục cách ly rồi. Chở bà hai lúa đi vòng vòng. Xong rồi chở mẹ đi chợ Springvale, tại mẹ thích đi chợ Springvale. Mà ở đây thì xa. Gặp mọi người nha. Giống Đà Lạt á. Mày đi Đà Lạt chưa? Đi hồi lúc nhỏ đó, đi mấy lần lúc nhỏ đó. Chưa. Đi 5 tuổi. Con chưa đi, con nhỏ lắm chưa đi chơi. Ủa, chưa đi hả? Dạ. Đi Vịnh Hạ Long, đi Đà Lạt, đi Vịnh Hạ Long gì, đi Vịnh Hạ Long mà Vịnh Hạ Long mà Bắc mà mày nói đi Vịnh Hạ Long. Đi gì Vịnh Hạ Long giả, khi bạn gì qua đây đó Hà Tiên. Hà Tiên á. Trời ơi, xin lỗi không biết luôn á. Làm con đi khoe với mọi người đi Vịnh Hạ Long rồi. Vịnh Hạ Long giả. Động Phong Nha đồ nữa. Đó, vô đó y chang vậy. Có đi rồi hả? Đi nguyên toàn Úc. Đi Đà Lạt, đi Đà Lạt vui thiệt luôn á. Vô đó ăn thịt gừng. Đi nhớ cái nước khúc mà uống rượu cần không đi. Có mặc bộ đồ Tây Nguyên nữa. Đồ Tây Nguyên nữa, họ giờ còn hình đó. Tụi mình đã tới công viên Dandenong Range Botanic Garden. Thì chỗ này người ta mở cửa vào lúc 10 giờ sáng. Và mình được vào lúc 4 giờ rưỡi là cái lần vào cuối cùng. Và 5 giờ thì công viên sẽ đóng cửa. Đặc biệt chỗ này là được free entry, không có tính phí ha. Sẽ mời các bạn cùng theo mình. Thì hồi nãy giờ là từ lúc khai phạt vào đây là chỉ 30 mét thôi, là hơn 100 tấm hình đã được chụp rồi. Thôi chỗ này đẹp hơn cái chỗ hôm qua mình đi luôn á. Giống cái thiên đồ cổ gì phải, chỗ này nó bán đồ lưu niệm. Thì đây là cửa hàng lưu niệm nhưng mà chắc là do đợt dịch người ta đóng cửa rồi. Ở đây nhìn rất là thoáng. Đẹp quá. Đây là một khu cà phê ăn uống. Rồi ngay cổ mình bước vào luôn. Nhưng mà hiện giờ người ta vẫn đang đóng cửa.
các bạn thấy cái cây khô này không? Nếu mà mình tới sớm một chút xíu được thì có lá rất là đẹp. Đây là một trong những cây lá mùa thu còn sót lại. Ở dưới đó là đầy hoa luôn ấy. Đi cái hồ đâu ta? Đi rồi hồi tới cái hồ được không ta? Giờ đi đây đi. Có nhìn cái cây con nổi ra kìa à? Nhìn nó giống như là gì nhỉ? Giống như bụng con trăng, bụng con trăng á. Hầu hết là những cây mùa thu bây giờ đều rụng lá rồi, tại vì sắp qua đông. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà cái này mà mình tới vào mùa xuân hoặc là đầu mùa thu thì rất là đẹp. Mỗi cái cây đây người ta đều để thông tin này, tên tuổi. Sau ngày hôm nay thì Vi với lại chị của Vi sẽ có một album ảnh ngàn tấm. Chị mình thôi à? Chính đính chính là đây là chị của Vi nha, chị hai nha. Đây là tấm hình thứ 1000 của hai chị em nhà Vi. Cả nửa ngày mới hết á. Có cái cầu đi qua cái cầu thử. Trời đây tôi nói cũng đẹp, không có gió nè. Dạ. Nãy trời ạ, hôm nay trời mát. Thì do hôm nay mình đi là đã qua cái mùa lá rụng mùa thu rồi nên là những cái cây nha các bạn thấy nè, những cái cây này mình nghĩ là nếu mà mình đi đúng mùa thì nó sẽ có những cái màu sắc khác, nó sẽ tạo nên một bức tranh đẹp hơn. Nhưng mà hôm nay thì vẫn đẹp. Bây giờ mình đang đi về. Sáng giờ đi mấy tiếng nhờ? Nãy giờ lên
dốc hơi bị mệt á. Giờ mình đi chợ Việt Nam, chợ xuyên đâu. Bây giờ mình sẽ đi một khu chợ người Việt Nam. Hồi nãy lấy gì để ngồi ăn mì. Bây giờ nắng lên rồi. Ở cái rừng cây này thấy đẹp thiệt á. Cây không không à. Thì ở đây người ta có một cái chỗ donation này, mình có thể bỏ tiền để support cái vườn này. Thì thì khi mà người ta nhận được số tiền này thì người ta sẽ sử dụng vào những cái việc mà chăm sóc cây cối hoặc là những cái bảo dưỡng cho những cái thứ mà cần thiết cho du khách ấy.